6 giờ nha mọi người, mình bắt đầu xuất phát nha mọi người. Giờ 6 giờ mình bắt đầu xuất phát ở sân bay Tân Sơn Nhất nha mọi người. Về thẳng sân bay luôn phải không? Dạ đúng rồi ạ. Việt Nam Airlines nha anh. Quốc nội luôn. Đúng rồi. Rồi sau 40 phút bắt đầu tới sân bay nha mọi người. Giờ mình chuẩn bị vào sân bay làm check-in nha. 96, 98 là ở đây. Bây giờ dạ, tiền không. Tại chị ruột em làm tiếp viên hàng không á. À. Thì ở ngay Hồng Hà thì tiền. Đó đoàn bay với đoàn tiếp viên còn. Rồi tới sân bay rồi nha mọi người. Bây giờ mình đi tới khu vực của Vietnam Airlines nha mọi người. Rồi, bây giờ vào khu vực check-in nha mọi người. Mình check-in online rồi, bây giờ mình đi lên thẳng hải quan luôn nha mọi người. Để kiểm tra hành lý nha. Đây, tài sản quý giá đi đâu cũng đem cái ghế mọi người. Rồi ok, here we go. Đây là khu vực ở hải quan nha mọi người, để kiểm tra hành lý. Bắt đầu lên máy bay nha mọi người. À, đây Vietnam Airlines ha. Ok, mình đi thôi mọi người ơi. Giờ là lên máy bay rồi nha mọi người. Đây là một cái ngày trước ngày lễ nha, nên thấy cũng hơi vắng vắng khách chút nè mọi người. Rồi bây giờ mình tới sân bay Cam Ranh nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi Panorama để check in nha mọi người. Giờ là tới Panorama nha mọi người. Giờ sẽ check in và review phòng cho mọi người xem nhé. Đây là khu vực lobby để nhận phòng nha mọi người. Đây bây giờ tiếp tân đang chuẩn bị làm check in cho mình nha mọi người. Rồi bây giờ là đoàn mình tới hơi sớm nha mọi người, nên mình phải gửi hành lý, sau đó thì 2 giờ mình mới nhận phòng nha mọi người. Đây mọi người, nó có một cái kho gọi là kho tự quản nè mọi người, self-managed storage nè. Mình tới sớm thì mình sẽ đem hành lý ra đây mình để cho đến khi 2 giờ rồi mình nhận phòng. Đây nè mọi người, đây là cái kho tự quản nè. Mọi người vô tự để hành lý của mình ha, trong này nè mọi người. Đây, mình chọn được bãi đáp nha, mình để trên cao nha. Mọi người bây giờ mình đi nhận phòng nha mọi người nha.
Đây là khu vực thang máy của tòa nhà Panorama nè. 1, 2, 3, 4, 4, 4 là 8, 9, 10 cái cầu thang nha mọi người. Giờ mình đi lên lầu 11 nha mọi người. Đây mọi người, khách chờ rất là đông nha mọi người. Đó. Rồi bây giờ mình vô nhận phòng nha anh em. Bấm số 11. Ba phải có cái thẻ. Rồi bây giờ mình quẹo B nha mọi người. Hai bên bên đây là B nha mọi người. À. Coi cái chìa khóa mình số mấy cần. Số mấy? 119 hả? 19. Phòng 19 nè. À. 1105. Đây, bây giờ mình đang đi tìm phòng đây mọi người. Một một không tám Ben của mình 1109 á Ben. Nè nè, đây nè, đi đâu hả? Gõ cửa, gõ cửa anh em ơi. Hello. Trời ơi, này không chín mà. Chín trời cha. Ôi ghê quá, nãy đổ của người ta. Tao hỏi mày không chín, mày kêu ờ không chín. Xin lỗi mọi người, do mình bị lộn phòng á mọi người. Hên quá, không có ai ra quýnh mình, trời ơi. U là trời. Ôi đó rồi, mình lấy căn gốc anh em ơi. Trời ơi, căn gốc đẹp quá anh em. Wow. Mình gõ lộn phòng. Open the door please. Open the door for me please. Quên, mình lấy căn gốc mà mình quên anh em. Ủa wow, là trời. Trời ơi, năm sau có khác nha. Rồi. Khác quá vậy. Hai phòng view đẹp nha anh em. Nè, cắm thẻ vô đây anh em. Đây anh em ơi, rộng lắm anh em. Hai phòng king bed luôn nè anh em. Nhưng mà có wow. Cái này ba. Đây, mình ra mình cho anh em coi view trước nha. View đẹp quá anh em. Đây, toàn thành phố luôn anh em ơi. Wow, nhìn toàn phố Nha Trang đẹp quá mọi người. Đấy, bên kia dãy núi Trường Sơn kìa anh em. Còn đây là trung tâm thành phố nha. Ok, rồi. Bây giờ mình đi vào trong, mình review cho anh em coi nha. Đây anh em à, có cái sofa ha, cho gia đình nè. TV nha mọi người. À, TV là ok lắm nha. Ừ. Rồi. Có cái tủ nè. Ồ, máy lạnh đây nè. Ừ, chỉnh đi. Nè anh em, máy lạnh là trung tâm ha. Giờ mình đang chỉnh. Ồ, 10 độ C nữa. Dữ vậy. Yếu lắm á. Rồi giờ thử 10 độ C thử. Má ơi, đóng băng luôn á anh em. À, anh em thấy không, có căn hộ 5 sao có khác anh em. Đây. Có microwave nữa nè anh em. Nha. À, trà nước. Đây, trà, cà phê đầy đủ ha. Đó. Đồ nấu nước. Đây, dưới đây thì có cái mini bar nè anh em. Đó. Mình được 4 chai nước miễn phí ha anh em ha. Đây có cái bếp đây luôn nè. À, hút thoải mái luôn. Rồi bây giờ mình vô phòng vệ sinh mình review nha. Wow, quá sạch luôn anh em. Đấy. Đây. Phòng vệ sinh đầy đủ ha. Sữa tắm nè, dầu gội nè. 4 chai nè.
đó, bàn chải đánh răng đầy đủ ha. Đây là bồn tắm ha, bồn tắm nha mọi người. Đây thì nó có cái màn giữa phòng tắm và phòng ngủ ha. Mình phải kéo lên kéo xuống, hạ lên hạ xuống ha. Xài thì xài đây rồi, sen đầy đủ ha. Wow, nói chung là rất là sạch sẽ nha anh em. Mình đánh giá căn hộ này là rất là good nha, căn hộ 5 sao ok nha. Wow, đẹp quá. Rồi, anh em thấy không? Mình đặt là hai cái king bed cho gia đình là 4 người nha. 4 người nhau. Thì cái giá ở đây mình đặt trên Agoda đó mọi người. Cái giá nó là 2.6 triệu và giảm giá 50%, còn có 1.3 triệu thôi. Anh em mà muốn đặt thì chúng ta lên Agoda nha. Lúc nào cũng có giá tốt, mà các anh em search vô là Holly Panorama đấy, số 2 Nguyễn Thị Minh Khai nha mọi người. Nó sát thác Chầm Hương luôn, ở phía sau Ủy ban Nhân dân thành phố tỉnh Khánh Hòa đó. Wow, đẹp quá. Ok, cảm ơn mọi người đã xem clip nha. Hôm nay mình sẽ xem có cái gì hay ho, tiếp tục review cho anh em ở Nha Trang nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.